Huỳnh Như, Trương Thị Kiều không cùng tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 19. Đúng như dự đoán, LANK FC không đồng ý để Huỳnh Như về nước tham dự ASEAN 19, trong khi Trương Thị Kiều chưa bình phục chấn thương. Chiều nay ngày 18 tháng 9, huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. 2. Thành viên không tiếp tục đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN 19 là tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh. Trước đó, trong trận giao hữu với đội bóng đến từ trường Đại học Hàng Hải, Vũ Thị Hoa đã gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân và cần khoảng 2 tuần để phục hồi hoàn toàn. Để bổ sung lực lượng cho hàng công, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân thuộc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 9. Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, đây là lần đầu tiên hậu vệ sinh năm 2001 này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Việc tập luyện cùng các đàn chị trên đội tuyển sẽ là kinh nghiệm bổ ích để các cầu thủ trẻ học hỏi và rút ra bài học cho bản thân, hướng đến các mục tiêu tương lai. Cũng trong danh sách, hai cái tên đáng chú ý là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều không có tên. Đây là điều sớm được dự đoán bởi Huỳnh Như phải làm nhiệm vụ ở LANK FC tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, trong khi Trương Thị Kiều gặp vấn đề chấn thương tiếp tục được điều trị ở câu lạc bộ. Tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Ôn Châu, Trung Quốc vào lúc 11 giờ 45 phút trưa mai ngày 19 tháng 9. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nối chuyến tại Quảng Châu, Trung Quốc trước khi hạ cánh lúc 18 giờ 55 phút cùng ngày. Tại ASEAN 19, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với các đội Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.